Nga cấm máy bay Anh. Moscow cấm tất cả máy bay liên quan tới Anh, kể cả bay quá cảnh đi qua không phận Nga sau động thái trừng phạt của Anh. Giới chức Nga ban hành lệnh cấm bay qua không phận Nga với chuyến bay thuộc hãng bay do một tổ chức có liên kết hoặc đăng ký tại Anh là chủ sở hữu, cho thuê hoặc là vận hành. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviasia hôm nay tuyên bố. Lệnh cấm có hiệu lực từ 8 giờ ngày 25 tháng 2, tức là 15 giờ theo giờ Hà Nội, bao gồm các chuyến bay quá cảnh tới Anh qua không phận Nga. Giới chức Nga cho hay quyết định được đưa ra nhằm đáp trả quyết định không hữu hảo của giới chức hàng không Anh. London hôm 24 tháng 2 đã cấm hãng hàng không Aeroflot bay qua không phận Anh. Giới chức Anh cũng tuyên bố đóng băng tài sản tại Anh của các ngân hàng và nhà sản xuất vũ khí lớn của Nga. Rostov-Vestia cho hay đã gửi đề nghị tổ chức tham vấn tới giới chức hàng không Anh hôm 24 tháng 2, nhưng chưa nhận được phản hồi tiêu cực hôm nay. Mỹ, Anh và hàng loạt các nước phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24 tháng 2 trong nỗ lực phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Tổng thống Putin nói Nga không thể cảm thấy an toàn, không thể phát triển hay tồn tại với mối đe dọa thường trực từ Ukraine lãnh đạo các nước phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, chỉ trích Nga phát động cuộc tấn công vô cớ và phi lý, gây thiệt hại về người và của cho Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh NATO khẳng định sẽ không tới Ukraine tham chiến. NATO làm gì để bảo vệ đồng minh? Liệu có tham chiến bảo vệ Ukraine? Nga đã khởi động chiến dịch đặc biệt của mình tại Ukraine sáng ngày 24 tháng 2. Như Tổng thống Putin đã nói, chiến dịch này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk, hiện đang được Moscow công nhận là các quốc gia có chủ quyền. Theo quan điểm của Putin, Mỹ và NATO cố tình phớt lờ những yêu cầu an ninh chính đáng của Nga. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ của ông phải hành động ngay lập tức để phi quân sự hóa Ukraine và đảm bảo rằng không có cuộc tấn công nào nhằm vào Nga xảy ra trong tương lai theo các điều kiện của NATO. NATO tuyên bố triển khai bổ sung lực lượng phòng vệ trên biển và trên không tới phía đông khối này để tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu và đáp trả mọi mưu đồ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nhưng NATO khẳng định không có kế hoạch đưa quân tới Ukraine. Hành động của Nga đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương và họ sẽ phải chịu các hậu quả địa chiến lược. NATO sẽ tiếp tục tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và bảo vệ tất cả các đồng minh. NATO gọi chiến dịch quân sự của Nga là cuộc tấn công kinh hoàng nhằm vào Ukraine, hoàn toàn không công bằng và chưa từng có, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt ngay các hoạt động quân sự. Tổ chức này cho biết Nga sẽ phải trả giá rất nặng nề về kinh tế và chính trị. NATO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các tổ chức quốc tế khác gồm cả EU. NATO tuyên bố rằng khối này đã có mọi nỗ lực theo đuổi ngoại giao và đối thoại với Nga, và nhiều lần mời Nga đối thoại trong hội đồng NATO-Nga nga vẫn chưa đáp lại chính là nga và một mình nga đã chọn leo thang